Phương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ là 8 giờ 20 phút buổi sáng ngày 22 tháng 7 năm 2021. Thì hồi khuya tới giờ mưa vẫn không ngớt ngạt luôn cả nhà. Khuya nay là ở Vĩnh Long là không, hồi khuya là ở Vĩnh Long mưa rất là lớn và rất là to luôn mà tới bây giờ vẫn chưa hề có hiện tượng là dừng lại luôn. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mình trao tấm lòng của các nhà hảo tâm đến với những hoàn cảnh khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ trong thời điểm mà dịch bệnh với giãn cách hiện nay ở Đà Vĩnh Long. Thì bây giờ mình sẽ mời cái nhà ha cùng đi với mình xuống dưới tiệm vàng để chúng ta đổi tiền của nhà hảo tâm tiếp theo, kèm theo đó là mua những nhu yếu phẩm để mình trao của những nhà hảo tâm khác đối với bà con ở một huyện khác đó. Và tấm lòng của nhà hảo tâm trao đến những hoàn cảnh mà mình quay chiều ngày hôm qua. Dạ rồi, mình mời cả nhà cùng đi với mình thôi. Trời mưa thì mình không thể quay trên đường cho cả nhà xem được. Cả nhà thông cảm giúp cho mình nha. Đây là bờ đường 3 tháng 2 nha cả nhà. Giờ thấy mưa còn đang rất là lớn luôn. Như thời điểm thì chắc chắn là không ai ra đường rồi. Còn giờ chúng ta sẽ đi tới tiệm vàng trước nha cả nhà. Sau đó là mình sẽ đổi tiền theo tấm lòng của các nhà hảo tâm. Rồi mình sẽ mua các nhu yếu phẩm và trao đến tay những hoàn cảnh mà cần giúp đỡ trong sáng ngày hôm nay. Nhà đã một chút. Rồi cả nhà, hôm nay tiệm vàng Tường Minh nghỉ rồi. Mình hy vọng là tiệm vàng Hưng Long vẫn còn. Rất là may mắn luôn. Chào chú. Vậy là chúng ta vẫn còn rất là may mắn. Cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì mình đã tới tiệm vàng Hưng Long rồi. Cũng rất là may mắn tiệm vàng Hưng Long sáng nay có hoạt động. Thì mình sẽ trao tấm lòng của anh Nam ở bên Úc cho tới ba hoàn cảnh của ba chị có con bại não vào buổi chiều với tối ngày hôm qua mà mình có quay á, chia sẻ với cả nhà đó. Là mỗi hoàn cảnh sẽ được là 100 đô la Úc, kèm theo đó là tấm lòng của anh Mỹ ở bên Mỹ, anh Võ Mỹ ở bên Mỹ gửi về cho mình là 300. Thì nguyện vọng của anh ấy là muốn dùng 250 đô để gửi đến hoàn cảnh khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn 50 đô kia thì anh ấy sẽ gửi tặng cho mình để tiền chi phí đổ xăng với ăn uống. Rồi, cảm ơn anh Mỹ rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đợi nhân viên đó để chúng ta đổi. Bây giờ mà thấy tiệm vàng này còn mở cửa là mừng dữ lắm luôn á cả nhà. Sáng hôm nay mà mưa kiểu như vậy nữa thì quá là đau xót luôn. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì tỷ giá đô la sáng ngày hôm nay của chúng ta là ngày 22 tháng 7 năm 2021 thì được là 2.022.950 đồng 1 đô la. À, 10 đô chứ 1 đô 10 đô 100 đô thì được là 2.295.000 đó cả nhà. Thì với 250 đô chúng ta sẽ có là 5.737.000. Thì chút xíu nữa mình sẽ gửi vào cho đủ là 5.8. Nhưng mình sẽ trao cho những hoàn cảnh khó khăn rồi sự giúp đỡ trong buổi sáng ngày hôm nay, kèm theo đó là tấm lòng của anh Nam bên Úc. Thì mỗi 100 đô la Úc chúng ta sẽ được là chỉ còn có 1.670.000 thôi nha cả nhà. 100 đô la Úc trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì đây là tấm lòng của anh ấy rất là đáng quý cho ba hoàn cảnh của ba chị, có hai chị là có mỗi người là một đứa con bại não và một chị là có một đứa bại não và hai đứa con gái. Rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong thời điểm hiện nay luôn. Tại vì tất cả chị ấy đều xa quê và bị kẹt lại ở Vĩnh Long mà không một người thân thích nào giúp đỡ hết á. Thì là tấm lòng anh Nam mình nghĩ là chị ấy, các chị ấy sẽ rất là vui mừng đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi mua nhu yếu phẩm tiếp tục gửi đến những hoàn cảnh khó khăn dưới tấm lòng của Mạnh Thường Quân, đó là anh Lộc ở bên Mỹ. Bây giờ chúng ta sẽ ghé tiệm Bách Hóa Tỷ Mai thôi nha cả nhà. Dạ mời cả nhà. Dạ rồi cả nhà ơi, thì mình đang ở đường Hoàng Thế Hiếu nè cả nhà. Mình đã tới chỗ Bách Hóa Tỷ Mai rồi. Thì mình sẽ mua cho nhà hảo tâm anh Đồng
anh Lộc có nguyện vọng là muốn gửi cho bà con ở dưới xã Long Phước, huyện Long Hồ đó về 300 hộp cá mồi đó, thì mình sẽ lại Bách Hóa Thị Mai để mình mua. Đây, đếm tiền giùm anh đi. Thì cũng chia sẻ với anh Lộc luôn là cái cá mồi á, bữa nay là 15.000 một hộp, mua 300 hộp là 4.500.000 đồng. Thì mình đã nhờ Bách Hóa Thị Mai chở xuống dưới giúp cho mình. Em đếm giùm anh đi, anh cũng không biết nhiêu nữa. Cái đếm đúng 4.500.000 giùm anh. Đáng lẽ thì vào ngày mai thì cũng có loại cá mồi loại 13.000 nữa, nhưng mà chị ấy có chia sẻ với mình đó, nhưng mà do là hôm nay là anh ấy cần gửi đến cho bà con, tại vì bà con ở dưới cũng đã đến nhà bà con của anh Lộc ở Mỹ ở dưới Long Phước Long Hồ là nói là hết đồ ăn rồi, anh ấy cũng rất là xót xa. Đó lý do tại sao là nhà hảo tâm anh Lộc quyết định là mua những cái hũ cá mồi để chợ giúp cho bà con trong thời điểm hiện nay. Rồi đủ em ha. Rồi chào xuống liền giúp anh nha. Rồi cảm ơn em. Dạ em có luôn rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gửi đến tấm lòng của nhà hảo tâm, đó là anh Nam ở bên Úc, cho đến là hoàn cảnh của ba chị có ba bé bại não như cái nha. Sau đó mình sẽ tiếp gửi đến những hoàn cảnh tiếp theo. Mưa vẫn còn quá là lớn luôn. Rồi cả nhà đợi mình tí. Dạ rồi cả nhà ơi, thì mình đã ở đường Trần Phú, phường 4. Đây là đường hẻm mà vô nhà trọ của chị Thu. Có bé bị bại não đó cả nhà. Đầu tiên mà mình đã trao cái tấm lòng của nhà hảo tâm ngày hôm qua đến hoàn cảnh của chị ấy. Ủa chú ở đây hả? Đây, đây là nhà của chị Thu. Dạ. Vô hơi bị đột xuất đúng không? Dạ, đúng. Dạ chưa kịp thông báo rồi hết ha. Dạ. Dạ. Đi chợ, đó. Đi chợ nhốt ở nhà, đi chợ quá chợ. Dạ, đây là hoàn cảnh của nhà của chị Thu này cả nhà, nhà trọ của chị Thu. Đó. Rồi sáng giờ chị đi chợ chưa? Đi chợ mới về, đi chợ mua đồ cho con để dành nó ăn. Dạ. Rồi sáng giờ chị bỏ nó một mình nó ở nhà hả? Nhốt ở nhà. Dạ. Để nó đây 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 này. Hình như nghe mùi hột vịt chiên thì đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì ngày hôm qua đó thì cũng có những nhà hảo tâm có xem video. Và thì trong đó có một nhà hảo tâm đó là anh Nam. Cái người mà đã từng hỗ trợ cho chị mà gáp xe lăn điện đó, chị nhớ không? Nhớ. Đó. Thì anh ấy cũng rất là xúc động khi mà xem cái clip của chị. Trong thời điểm hiện nay mà chị mà không có sự trợ giúp của gia đình, mà người thân ở cái khu vực ở ngoài đây, mà chị cũng phải ra đây để cùng chờ đợi cái thời điểm mà vượt qua thời điểm khó khăn do dịch bệnh mà công việc không mua bán được do số tạm ngưng á. Dạ. Thì anh ấy cũng rất là xót xa luôn. Rồi hôm qua chị nhận như là chị có trả bớt tiền nhà trọ chưa? Trả được phần nửa rồi. Rồi, rồi bà chủ nói sao? Anh nói thôi kệ đi cơm trả nhiêu đề lấy nhiêu chứ giờ sao giờ. Dạ. Nói chung thì cũng có phần nào thì là chị điện bả là trả liền luôn hả? Dạ. Dạ. Điện là trả liền luôn. Dạ. Rồi thì hôm nay là anh Nam bên Úc sẽ hỗ trợ cho chị 100 đô la Úc. Thì em cũng đã đổi trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Dạ. Thì chết bà, em lấy lộn cái cọc tiền rồi, đợi em chút, đợi em chút. Dạ rồi, mình đã ra mình lấy lại. Nãy mình lấy lộn cọc 250 đô. Đây, thì 100 đô Úc em đã đổi ra giúp cho chị là được 1.670.000. Đây là tấm lòng của anh Nam ở bên Úc để hỗ trợ cho chị trong thời điểm này. Chị cảm nhận như thế nào về phần quà ngày hôm nay? Rồi, cảm ơn anh Nam cho được số tiền về mừng dữ lắm luôn. Dạ. Lúc ngày đang dịch nè, rồi không có tiền cho số này là chợ mừng lắm luôn. Dạ. Xúc động luôn đó. Hy vọng là với cái phần quà. Hy vọng là số tiền này là mẹ con ăn cho qua cái dịch. Dạ. Rồi con cảm ơn dạ. Nhiều. Nếu mà bà chủ nhà trọ có đồ thì chị nhớ trả luôn đi nha. Rồi, rồi. Dạ, để cho bà rồi, chủ nhà trọ đừng có đồ nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Nam, trời có anh Nam cho giúp đỡ vậy cũng quý lắm luôn rồi. Dạ. Mừng lắm luôn. Dạ. Nhờ, ủa mà ông xã chị đâu mà sao không có lo phụ được hả? Ông xã chị có con tay à, ông cũng đó ông bị sốt bại liệt á. À. Ông có con tay, ông cũng không có mặn gì có tiền. Rồi thì ra là như vậy. Vậy mới hiểu vì sao mà chị lại quyết định ra đây để thằng ở trong ruộng á chồng á. Dạ. Dạ. Thành ra rồi thôi chạy. Dạ. Chạy gạo này đang kiếm gạo ăn. Dạ. Trống nghèo
cũng rất là may mắn ha. Dạ, dạ tấm lòng của anh Nam đã giúp chị đúng anh lúc. Nam, anh Nam giúp nên lúc này là mừng dữ lắm luôn, quý lắm luôn. Dạ. Dạ. Họ chứ không có cho được đồng nào hết trơn. Bởi vậy. Nghe mà xót xa. Tại vì em nghĩ thì chắc ai cũng khó khăn trong thời điểm này. Dạ, thành ra được tấm lòng ai mà gửi đến ủng hộ cho chị cũng như gia đình là rất là đáng quý trong thời điểm này phải không ạ? Cho nhiều đây là quý lắm luôn rồi, lúc này không ai có tiền nữa. Dạ. Với dòng họ không ai cho đâu. Dạ. Có người ngoài ta thấy được thương giúp chi. Dạ. Không ai giúp hết trơn. Dạ. Trời ơi, mừng quá. Thấy cười ha, thấy mẹ mừng thấy nó cũng mừng nữa nè. Mừng mẹ. Dạ. Mừng nè. Mẹ thấy mẹ cầm số tiền thì mẹ cũng mừng. Dạ. Rồi thôi em đi nha. Cảm ơn. Dạ rồi. Chúng mình luôn nha. Rồi em chào chị. Anh cũng khỏe ha. Dạ. Dạ, đó là tấm lòng của anh Nam bên Úc gửi đến chị đó. Rồi, cảm ơn anh Nam, rồi chúc anh Nam cũng dồi dào sức khỏe. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ rồi, rồi thôi em chào chị nha. Rồi, em chào chị. Dạ. Rồi, bye bye. Rồi, chào con. Mừng quá, chào mừng luôn. Rồi, để anh. Dạ rồi, cả nhà ơi, thì mình đã ghé tới hoàn cảnh tiếp theo, đó là chị bé Sáu, của con là bé Ngò. Dạ. Tới hơi đột xuất, không có thông báo gì trơn á. Dạ. Đó, đây là khung cảnh ở bên trong nhà trọ của chị bé Sáu. Dạ được rồi, nó thức chưa chị? Dạ. Dạ. Mưa quá luôn. Mưa khuya giờ chắc ngủ cũng ngon lắm ha. Dạ. 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 Thì hôm qua là chị lúc mà nhận xong rồi chị có trả được cho bà chủ nhà trọ phần nào chưa? Chị gửi chưa? Thì cũng chia sẻ với chị luôn là ngày hôm qua là những nhà hảo tâm ở bên nước ngoài á cũng thấy được cái hoàn cảnh của mình trong thời điểm này mà công việc mình không có mà lại bị dạng giống như là đuổi lên đuổi xuống á đó, thì cũng rất là xót xa. Thì trong đó có một nhà hảo tâm, đó là anh Nam ở bên Úc. Không biết chị nhớ anh Nam không ạ? Nhớ, anh Nam cho mình xe. Chính xác, anh Nam cho xe chị đó, xe lăn điện đó mà vẫn đang đáp á. Anh ấy cũng xót xa, anh ấy xem clip là xúc động luôn với hoàn cảnh của chị, mà khi mà chị bị gặp khó khăn như vậy đó. Bởi vậy đó, bởi vậy dạ. Dạ. Nhưng mà ở dưới là ông xã chị làm gì? Ông xã chị bỏ chị, không có nói cho mình nghe hả? Ông xã em quên rồi, 4 năm rồi hả? Dạ, bỏ luôn, hai mẹ con 4 năm. Bởi vậy là bây giờ là chị đâu còn biết bám víu với ai nữa. Đâu có bám víu với ai được, chị mới ở đây. Chứ bởi nếu mà còn ổng chị đâu có đi bán số cực. Bởi vậy gì nè. Đó, bởi vậy thì cũng quá xót xa luôn. Dạ. Thì anh ấy cũng biết là cái hoàn cảnh của mình đó là quê không phải ở đây. Dạ. Mà khi mà xảy ra tình trạng dịch bệnh á, với mất việc như vậy á, thì ảnh cũng đồng cảm lắm với cái hoàn cảnh của chị. Thì anh ấy cũng lập tức hồi khuya luôn. Anh ấy vừa coi clip một cái là anh ấy điện qua cho em liền, lúc đó cũng khoảng 12 giờ khuya rồi. Là anh ấy không cầm được cái cảm xúc khi mà thấy hoàn cảnh của chị cũng như là chị Thu đó, cũng như là chị kia mà trong thời điểm này á mà không được giúp đỡ. Đó. Mà bởi vậy. Đó thì bởi vậy vấn đề nằm chỗ đó. Dạ. Phải đóng tiền điện này kia, tôi nói trời, 2 tháng nay chị không có buôn bán gì được chứ. Dạ. Mà bé nhỏ như vậy chị không dám ra đường. Dạ đúng rồi. Bà nói sao không đi kiếm tiền kiếm bạc gì hết. Tôi nói trời ơi, bé nhỏ như chị ra đường rồi vậy lâu. Này bệnh hoạn mà làm sao mà kiếm tiền kiếm bạc gì được. Con có làm gì được. Lo con là đã này. Một quá trình đối với một đứa nhỏ rồi, huống chi là đứa nhỏ của mình nó bị bệnh nữa. Bà nói không có tiền thôi, mẹ con dọn ra trả phòng đi. Dạ. Về quê đi, trời ơi chị khóc. Rồi thì thôi, thì hôm nay bây giờ chị nhận được sự ủng hộ của anh Nam ha. Thì em nghĩ là với tấm lòng của anh ấy thì chị cũng có thể là trả được tiền nhà cho bà trong thời điểm này. Dạ. Thì anh Nam có gửi về cho chị là 100 đô la Úc. Thì em có đổi ra tiền Việt là được 1.670.000 trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ. Đây là tấm lòng của anh Nam ở bên Úc để hỗ trợ cho chị trong cái lúc mà cấp bách và cần thiết như vậy. Tại vì hoàn cảnh của mình thì đâu có bám víu được cho ai. Rồi, trong thời điểm này. Rồi. Dạ. Khổ lắm luôn á. Dạ. Đâu có ai mà cứu giúp em như vậy đâu. Biết ơn biết bao nhiêu mà nói nữa. Dạ. Ngày qua hả,
hồi hôm trả được mới gì cũng ngủ cũng được á. Dạ, là chị có trả chưa bà chủ chưa? Dạ có. Trả được 500 không? Dạ đem 500. Dạ, rồi bà chủ có nói thì sao? Bà nói thì có nhiêu trả nhiêu đi, rồi giờ cũng phải trả cho tôi, đang tôi đóng tiền điện rồi. Thì giờ có mới trả chứ không có là sao trả? Bởi vậy. Không dài nói nào ngày á hả, ra năn nỉ hoài hả. Dạ. Cái nói thôi gán vài bữa đi, nói đại nó để tôi xin tiền được rồi tôi đi. Dạ, thì đúng rồi. Chứ giờ tôi không có làm gì được, nói chung là tôi phải xin. Bởi vậy. Nói vậy thôi à. Đó. Thì hôm đem ra trả bả được 500. Dạ. Biết ơn anh Nam nhiều, anh Nam ơi. Dạ. Cứ giúp em như vậy là quý biết bao nhiêu mà nói nữa. Dạ. Sao mà nói hết cái lòng biết ơn của em á. Dạ. Khổ khó khăn gì. Dạ. Rất là đáng quý trong thời điểm hiện nay phải không chị? Dạ. Ai đâu mà cho được vậy, quá trời quý à. Bởi vậy. Rồi. Chị Minh nói chị cảm ơn nhiều. Thôi em đi ạ. Dạ, mới sáng sớm mưa gió mà tới giúp chị gì nè, biết ơn. Dạ, thì cái nào là cần thiết là em phải sắp xếp em đi tranh thủ thôi. Rồi. Rồi thôi em chào chị nha. Rồi chào con nha. Chào cậu, em mới nói hết chào về mưa gió. Dạ. Dạ, rồi thôi đi chợ luôn. Dạ. Dạ. Đâu có đi chợ được. Nhờ người ta đi giùm. Dạ. Dạ, nhờ người ta đi giùm. Dạ. Nhờ không à? Bởi vậy. Nhờ cái chú xe ôm không đi giùm. Dạ. Dạ. Rồi thôi chào chị nha. Dạ, em đi dạ. Dạ. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ đi đến hoàn cảnh thứ ba. Đó là chị có ba bé. Và có một bé bị bại não luôn. Mình sẽ trao tiếp tấm lòng của anh Nam cho đến những hoàn cảnh tiếp theo. Trời vẫn còn mưa rất là lớn luôn. Xem ra ngày hôm nay là trời không ngớt mưa rồi cả nhà. Rồi giờ chúng ta qua đường rồi. Trời này nhẹ. Rồi, chúng ta sẽ ghé tiếp hoàn cảnh tiếp theo nha cả nhà. Nhà đây mình tí mình điện cho chị ấy đó. Dạ rồi cả nhà ơi, thì do mình tới đột xuất trong buổi sáng ngày hôm nay với trời mưa nữa, thành ra là chị ấy cũng chưa có chuẩn bị gì hết. Nói chung thì mình cũng muốn để cho một cách nó tự nhiên nhất mà mình không báo trước đó cả nhà. Mà ở đây nó lầy quá rồi. Mình đậu xe ngoài đây thôi. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ vào nhà của chị Tuyền. Hoàn cảnh mà chị ấy nuôi một bé bại não và hai đứa con nhỏ nữa cả nhà. Đây là những cái thùng nước mà chị ấy bán sau khi mà vé số bị ngưng đó cả nhà. Chị ấy bán nước ở siêu thị đó, chỉ có lời 2.000 một chai thôi, nhưng mà thời điểm đó là không bán được. Ừ, rồi chào mấy con ngoan. Rồi chào chị, đứa nhỏ thích chưa? Dạ được rồi, thôi để nó nằm đi chị. Là ba mẹ con là chị với bé nhỏ ngủ trên giường hả? Dạ. Ừ, hai đứa bé gái ngủ đây. Dạ, thì cũng chia sẻ với chị luôn là ngày hôm qua là có một nhà hảo tâm cũng như là cũng rất là nhiều các anh chị em cô chú bác ở trong nhà mình nước là quan tâm tới hoàn cảnh của chị. Đó thì cũng có một nhà hảo tâm muốn gửi cho chị một ít kinh phí để cho chị có thể là lo cho ba bé trong cái thời điểm mà dịch bệnh này. Dạ, thì hôm nay em thay mặt anh Nam ở bên Úc sẽ hỗ trợ cho chị 100 đô la Úc. Rồi sáng em có đổi ra 100 đô la Úc là được là 1.670.000. Đó là tấm lòng của anh Nam muốn gửi đến chị trong thời điểm mà dịch bệnh như vậy mà chị không mua bán được. Dạ. Em cảm ơn anh Nam nhiều lắm, có số tiền này em mừng lắm luôn. Dạ. Dạ em cảm ơn rất trong thời điểm luôn. Hiện nay thì theo chị thì nếu mà với số tiền này chị có thể là lo cho mấy bé được bao nhiêu ngày? Trời chắc nếu mà về em như ra với em thì dành cho một cái ít chắc cả tháng luôn á. Dạ. Dạ. Cũng rất là quý phải không ạ? Dạ, dạ em cảm ơn. Một ngày chúng ta cũng được vài chục ngàn. Dạ. Rồi sáng nay rồi chị có tính là cho mấy nhỏ ăn gì chưa? Lát đi chợ lậu lần này mua đồ ăn chứ. Đi chạy lâu dám chạy xe đi. Đi xe, bộ dạ, dạ, đi bộ dạ. Là chợ cua đó. Dạ dạ. Dạ có gì mua dạ. Đó. Giờ dạ. Cũng cho mấy đứa nhỏ nó ăn dạ. Một vài con cá hay là miếng dạ. Thịt gì đó cho nó cũng dạ. đỡ một tí. Dạ. Dạ chứ thấy nó ăn khò quẹt như ngày hôm qua thì xót dạ. Xa lắm. Dạ em cũng biết là hoàn cảnh của mình là bây giờ không có bám víu được ai phải không mà. Dạ có ai đâu ở đây gần dạ. Ơn gì nữa.
Bởi vậy em cũng xài hà tiện lắm em ơi, tại vì tiền nhà nước đầu tầm lum hết trơn, lúc thằng bé nó bệnh đó. Rồi em vay cái hồi đó mượn cái chị thứ hai bả sang nhà đó, bả đòi thì phải bắt buộc phải vay tiền nhà nước trả lại cho bả. Dạ đúng rồi. Rồi giờ đóng lãi 3 tháng là em đóng 2 triệu 7 đó. Rồi trong thời điểm này là thua rồi. Dạ, bởi vì em gồng hơn giờ này dịch ngưng gọn cái những cái sáng thì em không ngủ được. Dạ. Nhớ tới tiền cái rồi gồng lo đủ thứ. Dạ. Tâm trí đâu nữa mà lo cho mấy đứa nhỏ. Chồng ấy cũng màng, anh màng cũng hà tiện, thì có dư thì anh cũng gán. Tháng này anh đóng lãi chứ, anh mới đóng rồi. Dạ, bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Dạ. Dạ, chị thấy tấm chân tình của anh Nam trong thời điểm này như thế nào? Trời ơi, rất là lớn luôn á, không biết nói sao luôn, quá trời mừng luôn. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh Nam, gia đình Nam, chúc gia đình Nam nhiều sức khỏe nhiều lắm luôn. Dạ, rồi thôi em chào chị nha. Em cũng cảm ơn em. Rồi, chào mấy con nha, chú đi thôi. Dạ. Dạ rồi cả nhà ơi, mình đang ở trên đoạn đường Nguyễn Huệ phường 2. Thì chú này cũng hay chạy xe ôm ở dưới chợ phường 1. Rồi chào chú. Dạ, chào con. Dạ, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 70. 70? Dạ. Dạ, rồi mấy ngày kể từ lúc dịch tới giờ chú chạy xe được không? Dạ không, nó hôm qua bị bắt á, rồi nó cho về phường. Ủa sao vậy? Bắt ở đâu? Bắt ở ngay chỗ siêu thị á. Rồi dắt về phường hả? Dạ, không có phường đưa không? Giấy rồi dẫn, kêu dẫn về luôn. Dẫn về luôn? Dạ, dẫn về phường không? Dẫn về phường nó thả ra. Rồi không có chạy đâu được. Dạ, nói gà cũng khó khăn, thành ra mới bươn chải ra ngoài đường đúng không? Dạ. Dạ, thì thôi thấy hoàn cảnh của chú thì cũng khá là đáng thương. Thì hôm nay con thay mặt ha, anh Mỹ ở Mỹ sẽ hỗ trợ cho chú một phần quà để cùng cái thời điểm mà vượt qua thời điểm khó khăn này. Dạ, thì con thay mặt anh ấy ha, sẽ gửi tặng cho chú. Đây là phần quà của anh Mỹ, tấm lòng của anh ấy cùng chia sẻ với bà con khó khăn trong thời điểm hiện nay. Chú có nhắn gửi gì với anh Mỹ không? Dạ chú cảm ơn cậu Mỹ rất nhiều, tại vì hôm qua bị giao thông bắt rồi bị trốn ra đi kiếm tiền trở về ở nhà chưa có tài trợ. Dạ rồi. Chú cảm ơn. Rồi. Thôi chào chú nha, chú về nghỉ ngơi đi. Mình đừng có ra đường nữa nha. Lỡ ra nữa mà bị mất công bắt khó nói chuyện lắm nha. Rồi chào chú. Dạ rồi cái nhà ơi, hoàn cảnh tiếp theo là của chị này. Mình đang ở đường Võ Văn Kiệt, mình phải lựa những chỗ vắng vắng một chút mới được. Rồi chào chị. Rồi bây giờ nó lớn lên từ bữa mà không mấy số giờ rồi mấy ngày nó làm gì? À cũng như con trai lớn của chị nè. Cũng như đi lụm nha trai bình thường mà cũng như dặn cánh nó né né mấy cho công chú công an. À. Rồi lụm như trai mấy ngày như trai đâu có mở đâu mà lụm lấy gì bán? Giữa trong nhà trọ. Nhưng mà có bán không? Chưa có bán được. Có nghĩa là gom thôi đúng không? Gom đúng rồi. Ừ, cái công việc của chị là lụm như trai. Ừ. Còn hai nhỏ gái này chở người hoài sao ngồi? Cũng chở đi theo chở nhà không có ai rồi cái chiều về nhà nữa. Là một mình ba mẹ con luôn. Ừ. Rồi lúc nào cũng trên xe chạy vòng vòng ngoài đường vậy hả? Đúng rồi, chạy vòng vòng mấy có đồ nhiều, rồi nhiều khi người ta thấy vậy, nhiều khi là cái tội nghiệp hai đứa nhỏ đã cho nhiều khi 100.000 thì ăn cũng qua bữa thôi. Rồi hôm bữa là phần quà ăn hết chưa? Ừ, cũng còn mấy cái gạo à. À, còn gạo rồi hết đồ ăn chưa? Mì thì còn, thùng mì bữa không còn. Hình như là chị không phải ở bên đây. Ở bên Đồng Phú. À, rồi sao chị qua phà được vậy? À, có giấy chứng minh nè. Rồi sáng mấy giờ qua? Sáng 8 giờ nè, còn cái sách theo nè, đưa luôn sách mấy cái này theo nè. À. Sách sao có cái này nè. À, chứng minh hả? Ờ, giấy chứng minh nè. À, sinh năm 76. À. Rồi, coi như là hoàn cảnh bây giờ cũng rất là khó khăn đúng không? À, lạng trên đường rồi lỡ gặp giao thông rồi công an người ta hỏi rồi chị nói sao? Mấy ổng, quen quá rồi mấy ổng, ổng không có nói gì hết. Ổng lắc đầu luôn hả? Ừ, đúng rồi, chính xác. Có nghĩa là ổng hết trận luôn rồi. Hết trận luôn rồi. Rồi lúc mà từ Hòa Phú qua là có đo thân nhiệt không? À, cũng đầy đủ không? Từ mà bên phà ăn bình qua đó. Ăn đi Hòa bắt cô Chiên không không? À, bắt cô Chiên hả? Bắt cô Chiên lúc đó có chốt không? Có chốt kiểm dịch không? Có chốt. Vẫn có đo nhiệt độ bình thường chứ hả? Có dò nhiệt độ bình thường. Dạ. Mà tại người ta thấy vậy người ta quen quá là người ta cho đi á. Từ chị sinh năm 76 là chị 45 tuổi hả? Đúng rồi. Ừ, đúng 45 rồi. Tuổi rồi. Còn ba đứa vậy mày. Thì thôi thì em cũng thấy hoàn cảnh của gia đình mình ha. Ủa hồi nãy giống em không biết tiếng mình rồi, bữa nay mới biết. Bữa nay mới biết là bóng máy thôi. Rồi cái chỗ mà nhà của bà Thanh Long ấy đi quẹo vô. Ừ. Rồi lúc trước có lại tại trường hình có các chiếc xe ngang á này năm 2. Rồi thôi, được rồi. Hôm nay em sẽ thay mặt anh Mỹ ha, sẽ hỗ trợ cho chị về gia đình. Thì thật sự là thấy mấy đứa nhỏ rất là tội nghiệp mà về mưa về gió vậy mà chở nó đi xe sinh nữa. Chứ đi lụm như trai nữa thì quá cực khổ. Đây là tấm lòng của anh Mỹ nha. Dạ hảo tâm. Cái bữa hổng cái phần quà đó bữa hổng cũng còn ít cái. Dạ. Đây là tấm lòng của anh Mỹ, chị nhắn gửi với anh Mỹ không? Người đã hỗ trợ chị hôm nay. Dạ dạ.
Dạ cũng như nhiều khi thấp tấm lòng, nhiều khi khổ quá nhiều cho vậy cũng đạo quý, nhiều khi ăn tiết kiệm, giàu nghèo cũng ăn tiết kiệm cũng vô trong đó cũng. Dạ. Rồi mình sử dụng cái phần quà này ha để mua nhu yếu phẩm lương thực để nuôi mấy đứa nhỏ nha. Rồi đó là tấm lòng của nhà hảo tâm muốn gửi đến chị. Rồi, rồi thôi được rồi ha. Rồi rồi thôi, đi nha. Cái thời điểm này mình đừng có ở lâu quá chỗ. Rồi hoàn cảnh tiếp theo là chú này ở trên phường 8 cả nhà, cũng có liên hệ với mình. Rồi chào chú, năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 59 rồi. 59. Dạ, chú chạy xe ôm khúc nào? Chạy ngay chỗ Hiền Nhán, chỗ Nguyễn Thị Thật đó. Dạ. Rồi trời, do chiếc xe mình còn gần như là không còn cái gì luôn rồi đó. Hơi khó khăn quá. Chú buộc từ lưa hết trơn rồi nè. Coi như là hoàn cảnh mình cũng khó khăn đúng không? Thành ra chú mới nhắn tin cho con. Nhưng mà cái nhà chú ở trên đó thì nó phải thông qua cái chốt rồi về mới công là kiểm tra nữa. À, bị có chốt ở trên. Dạ. Này. Rồi nãy chú xin vô thì chú nói sao? Chạy vô nói đi đâu vậy, đi xuống này chút. Dạ cũng chắc nó biết. Ta nhìn thấy cũng khó khăn phải không ạ? Dạ. Cũng già cả rồi, mình đâu phải như mấy dạ. Như trẻ trẻ như 20-30 tuổi dịch dạ. Chạy. Tại vì độ tuổi lớn của mình thì dạ. Mình ra đường nó cũng phải có một cái nguyên nhân nào đó. Nghiêm chỉnh chút chứ không phải là ai cũng là muốn được. Dạ. Rồi chú tên gì vậy? Trịnh Văn Hòa. Chú Hòa, 59 tuổi. Mỗi ngày chú chạy xe ôm được bao nhiêu? Nếu mà chưa dịch đó nha. Chưa dịch thường là 80-120. Dạ, còn nếu mà dịch? Dịch có khi không có được 20, có khi không được 30 nữa. Dạ, dạ mấy ngày cũng rất là khó khăn phải không ạ? Khó khăn dữ lắm, cả nửa tháng nay. Dạ, rồi sao chú biết con mà chú nhắn tin cho con vậy? Nghe đứa cháu nói cô Tâm con kêu nhắn cho chú Minh vậy đi. Chú dạ. Minh hỗ trợ cho ăn uống hay này kia nọ, lặt vặt được kia nên trong qua dịch chút để dạ. Khó khăn quá. Dạ. Đúng ra nhiều khi không có tiền mà mua đồ ăn nữa. Dạ. Nói chung thì cũng khó khăn. Dạ đúng. Hiện nay mà khó khăn đâu mà. Mình sống thì đúng ra cũng khó khăn lắm. Bây dạ. Giờ thì không biết ai nhờ. Dạ. Nghe nói gì mới chạy viết nhắn tin liền. Dạ. Dạ. Thì con cũng xử lý từ từ. Thì hôm nay thì con cũng gặp được chú rồi ha. Thì con cũng chia sẻ với chú luôn là con sẽ thay mặt anh Mỹ ha. Dạ, ở bên Mỹ sẽ hỗ trợ cho chú một phần quà. Dạ, thì đây là tấm lòng của anh ấy hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở tại Vĩnh Long. Thì chú có thể dùng cái phần kinh phí này để chú mua thuốc hay là mua nhu yếu phẩm. Dạ, dạ đây, con gửi cho chú. Đây là tấm lòng của anh Mỹ. Chú nhắn gửi gì với anh Mỹ không? Khoan, chú cho mình xin tấm hình cho đó. Rồi, chú nhắn gửi với anh Mỹ không? Trước tiên nhắn gửi người ở xa mình. Dạ. Đã lo được hỗ trợ được cho người dân của Việt Nam này dạ. Trong lúc khó khăn về rất cảm ơn nhiều dạ. Thứ nhất, thứ hai là cảm ơn chú Minh cũng là đã có nhiệt tình từ thiện giùm cho vậy, cảm ơn dạ. Nhiều dạ rồi, rồi có hy vọng mình ở Mỹ cũng vậy, ông có tấm lòng quá tốt với người dân Việt Nam mình. Dạ đúng, cái nhà hảo tâm bây giờ ở xa quê á, tất cả các nước trên thế giới đều hướng về Việt Nam, tại vì thấy hiện tại thì bà con ở Việt Nam đang rất là khó khăn đó, trong cái việc mà mua máy cũng như là dịch bệnh. Thì đây cũng là một trong những tấm lòng đó mà hôm nay con đã gửi đến chú. Rồi thì dạ. Dạ, rồi con chỉ biết chú sức khỏe thôi. Thì hy vọng cũng có được một cái phần nào để chú và gia đình vượt qua thời điểm này. Cảm ơn chú mình. Dạ rồi. Rồi con chào chú nha. Dạ rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến hoàn cảnh tiếp theo. Nằm trên đường trong một cái con hẻm ở đường Nguyễn Huệ phường 2. Trời bây giờ thì bớt mưa rồi cả nhà, nhưng mà vẫn còn mưa lắc lắc hột. Nói chung đây cả nhà chạy đường xa thì cũng vẫn ướt áo đấy. Giờ mình cũng chưa cởi áo mưa luôn. Dịch bệnh không làm được ra tiền. Rồi thêm mà trời mưa chứ trời quá khó khăn. Thì sáng giờ mình cũng quay vòng vòng chỉ khá nhiều việc rồi, giờ mình cũng hơi mệt rồi. Thì hoàn cảnh tiếp theo thì chắc có lẽ là mình sẽ ngưng kết thúc video tại buổi trưa nha cả nhà. Giờ cũng hơn 10 giờ rồi, 10 giờ 5 phút rồi. Mình cũng khá là mệt rồi. Thì vào chiều tối nay mình sẽ tiếp tục gửi đến những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Thì buổi sáng nay thì chúng ta đi đến một hoàn cảnh của cô này cũng không di chuyển được ở nhà trọ. Nhà xem nè, đường phố là cái nhà thấy không?
làm màu BB của ấy chỉ mình trong cái hẻm này. Hẻm 3 này cô ấy nói mình bị trái. Tại khi nào có một cái miễu. Mình vẫn chưa thấy cái miễu nào luôn. Cái nhà đợi mình coi là địa chỉ nhà cái nhà. Dạ rồi cả nhà ơi, thì mình đã chạy hơi hút rồi. Rồi dắt em vô nhà đi anh. Dạ. Về trong đây hả? Em chạy xe được không? Dạ. Cô hai ở đâu anh? Hôm nay đây rồi. Có người tới chị Dân ơi. Dạ rồi. Dạ rồi. Con cảm ơn. Nhà rất là nhỏ luôn. Rồi con chào cô hai. Dạ, năm nay cô hai bao nhiêu tuổi rồi? Nay cô 71 tuổi rồi. 71 rồi, dạ. Cô hình như là cô không di chuyển được đúng không ạ? Dạ. Là cô bị té hay là sao? Không, con bị té, cái nó gãy xương ngay đầu gối chỗ này nè. Dạ. Bị cái khớp gối đó. Dạ, cái nhà nó sưng vậy luôn hay cô? Dạ. Cô bị lâu chưa? Nay cũng 3 tháng rồi đó. Dạ. Trước lúc đó là cô làm công việc gì? Dạ, đó đi làm mướn á, ở bên Tiền Giang á, giữ em bé phù cờ. Dạ. Dạ, nhỏ nó khoảng ba mấy tuổi rồi. Dạ. Nó mổ thôi nè. Dạ. Cặp nẹp thì nó quá. À, dạ. Rồi khi mà mình mổ như vậy xong rồi bác sĩ nói mình bao nhiêu lâu mới lành cô? Dạ, bác sĩ nói là tại vì xương của cô già yếu, xương nó khoảng 5 tháng, 6 tháng mới mất đầu lành. Dạ. Để tập đi từ bước, giờ chưa có đi chống tá được, giờ phải bắt cái ghế đó. Dạ. Tập đi hôm nay là được tuần lễ rồi. Dạ. Đi từ bước vậy đó cho nó quen. Rồi mấy ngày cô đỡ chưa? Cô đi được dạ, chưa? Dạ, đỡ rồi đó ngày. Nhờ uống thuốc á, với tha thuốc rượu á. Dạ. Rồi nó khá mạnh hơn. Dạ. Nó mau lành. Dạ. Dạ, vậy ở đây mình ở này là nhà mình mướn hay là nhà của ai vậy cô? Dạ, mướn tháng 200 ngàn của chủ nhà trọ này là em út của anh ba ở làm sao. Dạ. Là này là em út, còn anh sao. Dạ, vậy là cho ra là chủ nhà trọ cũng muốn lấy một cái giá cũng... Cô nay nó Tết này là 11 năm đó. Dạ. Rồi qua Tết thì cô có xin về với quyền văn thích đó. Dạ. Ở dưới cái nhà có máy ấm tình thương của anh đó tổ chức. Dạ. Các nhà tình thương kêu cô về dưới ở đi. Phải lo ăn lo mặc thôi gì hết, chắc không có đất chôn. Dạ. Cô ở luôn ở dưới, chủ nhà qua Tết đuổi cô đi rồi không có cho ở nữa. Vậy là bây giờ ở tới Tết. Dạ, ở là còn nửa năm nữa. 5-6 Tết rồi cô đi về với con Tết ở dưới. Dạ. Thì dọn về nhà mới ở đất mới luôn. Dạ, là coi như là mình chỉ còn ở đây nửa năm nữa thôi. Dạ. Dạ, mà cô có nói với chủ nhà gần đường đi Lộ Cái không? Cô đem một bản bánh mai dưới đó, cô để cái bản mà giá sửa quần áo á. Dạ. Kiếm thêm tiền để mời đoàn kết với chị em ở dưới. Dạ. Em thích ở dưới, ở được 12 người rồi, cô về nữa là 13 người.
À, vậy là ở dưới này nó giống như một cái mái ấm tình thương. Không có cha cha mẹ anh em gì ruột rồi thật thì không có ai chứ. Dạ. Cô sống cô đầu có mình cô hả? Dạ. Đó giờ anh chính tại vì lúc trước anh 10 anh nằm bệnh viện á. Dạ. Rồi anh chúng là chuyên gia và anh chính là bạn. Dạ. À, mấy ông đang chơi trường hết mới kêu cô về ở với mấy ông tình thương với huyện Mương Thích. Dạ. Cô có biết không? Cô đâu có biết đâu. Dạ. Rồi không cứ ráng ở đây điều trị nào chứ. Rồi ở đây rồi mình đi vệ sinh như thế nào cô con không thấy nhà vệ sinh. Dạ. Rồi như vậy rồi mình đi vệ sinh như thế nào? Cô đi vệ sinh thì cô lấy cái bô cô đi. Cái em nhỏ nãy đó. Dạ. Rồi cô mướn nó đổ vệ sinh cho cô. Dạ. Trả tiền ngày 10.000. Dạ. Vậy đó. Mà giờ cái thu nhập mình không có rồi lấy gì mà mình. Tại vì hôm nay nó cũng nhờ cái tình thương của Mạnh Thường Quân á. Dạ. Để cho cô chút đỉnh tiền cô tiện tặng. Thì một ngày thì cũng như tháng như 300. Dạ. Tiền ăn của cô thì bữa ăn có hạt tiền 10.000 à. Dạ. Khi ăn mua thì không ăn. Rồi hôm nay mùa dịch này không có ăn sáng được thì chị ba chứ đem cơm lên cho cô ăn. Dạ. Rồi cô đóng tiền cơm mỗi một bữa thì ngày 40.000. Dạ. Bữa 20 vậy đó. Dạ. Coi như cũng rất là khó khăn. Sữa thì nè, bác sĩ phải đi uống sữa nó chất canxi chi đó. Dạ. Tại xương cô yếu quá. Dạ. Cô uống canxi sữa vô cho nó hết bình phục thôi là khỏi uống. Vậy là con ráng uống ra tới Tết. Dạ. Sữa này rẻ tiền nhất là 170 hộp á. Dạ. Còn mất tiền tới 200 mấy là. Dạ. Rồi, nói chung là con cũng hiểu được cái hoàn cảnh của mình. Cũng dạ. Như là các nhà hảo tâm cũng hiểu được hoàn cảnh của mình. Dạ. Thì thôi hôm nay con cũng thay mặt ha. Và là gia đình anh Mỹ ở bên Mỹ. Dạ. Dạ. Cũng sẽ hỗ trợ cho cô. Thì riêng hoàn cảnh của cô thì con sẽ hỗ trợ cho cô là hai phần. Dạ. Tại vì do là hoàn cảnh của cô thì mình lớn tuổi mà mình cũng không, mình đang bị bệnh như vậy đó. Dạ. Thì con nghĩ là với cái tấm lòng của vợ chồng anh Mỹ dạ. Muốn hỗ trợ cho cô thêm một cái phần để chi phí thuốc men. Dạ. Đây con gửi tặng cho cô đây hai phần quà là 800 ngàn. Dạ. Cho cô gửi lại thăm mà quý dạ anh Mỹ ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ. Dạ. Có lòng hảo tâm giúp cho cô số tiền để cô trị bệnh cho mau bình phục xương để cô đi đứng lại bình thường. Dạ. Để cô cảm rất cảm ơn. Dạ. Theo cô với cái chi phí vậy cô có thể sử dụng được trong vòng một tháng không? Nếu theo cô. Dạ, tiền tặng thì được. Dạ. Tiền tặng thì được. Dạ. Tại vì đã chỉ đóng tiền cơm này vậy thôi. Dạ. Tiền ăn tháng với tiền chi thì nó không có bao nhiêu. Dạ. Đó vậy đó. Dạ. Chủ yếu là ăn cơm. Dạ. Rồi vậy đó. Dạ. Nói chung thì cũng rồi, rất là xót xa. Cảm ơn cưng nhiều nha. Cũng dạ. Có cái lòng tốt đi đến đây thăm thăm viếng cô mà giúp hộ cho cô chút đỉnh. Dạ. Tại vì dạ. Cũng dạ. Có dạ. Nhiều. Cảm ơn bên Mỹ nhiều. Dạ. Dạ. Có lòng từ thiện quá quá tốt. Dạ. Rồi hy vọng thì cô sẽ mau chóng bình phục ha. Dạ. Dạ, trong khoảng thời gian khó khăn này. Dạ. Rồi thôi con chào cô. Dạ. Chúc cô mau bình phục. Dạ rồi. Dạ. Rồi mình ngưng clip ở đây nha cả nhà. Mình cũng hơi mệt rồi. Để chiều tối mình sẽ tiếp tục. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà.